Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9h10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Những tin tức trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Ngày 21 tháng 6, Hội Nông dân huyện Bảo Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028, đánh giá kết quả thực hiện công tác nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới. Về dự đại hội có 142 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 8.800 hội viên trong toàn huyện. Nhiệm kỳ qua, phong trào nông dân và công tác hội toàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh, triển khai các mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao, đã có 830 hộ sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp công nhận. Từ quỹ hỗ trợ nông dân với hơn 4 tỷ đồng đã hỗ trợ cho 396 hộ hội viên thực hiện 45 dự án phát triển kinh tế. Nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho hơn 2.530 hộ vay phát triển sản xuất với tổng dư nợ trên 100 tỷ đồng. Hội viên nông dân đóng góp trên 1 tỷ 470 triệu đồng trên 18.200 ngày công lao động, hiến hơn 75.340 m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, thành lập 105 mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, 5.620 hộ nông dân cam kết sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội đề ra 12 chỉ tiêu, gồm hàng năm 100% cán bộ hội viên nông dân được tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của hội, kết nạp từ 400 đến 500 hội viên mới. Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ban Thường vụ huyện đoàn Hạ Lang vừa sơ kết công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi, đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở đoàn hội đã tổ chức 130 hoạt động tình nguyện thường xuyên với 3.191 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Gia quân làm mới 454 mét đường bê tông nông thôn, xây dựng một công trình thắp sáng đường quê tại xã Lý Quốc, 8 công trình thanh niên cấp cơ sở, phối hợp xây dựng một nhà nhân ái tại xã Lý Quốc, xếp hàng rào đá, đường lên danh lam thắng cảnh động rơi tại xã Đồng Loan, hỗ trợ giúp đỡ 373 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với các đơn vị tặng hơn 175 suất quà cho bà con nhân dân, hỗ trợ 10 xe đạp cho các em học sinh, trồng được 30.678 cây xanh các loại, tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho 1.224 đoàn viên thanh niên, đã kết nạp 237 đoàn viên mới, giới thiệu kết nạp 12 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, huyện Hạ Lang tiếp tục thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, cán bộ đoàn, đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên. Tại huyện Hà Quảng, Sở Nội vụ, Trung tâm Viễn thông VNPT Cao Bằng vừa tổ chức lớp tập huấn lập hồ sơ điện tử trên hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT Office 4.0 cho 73 cán bộ, công chức, viên chức, các phòng chuyên môn và 21 xã, thị trấn. Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn công tác lập hồ sơ điện tử và thực hành lập hồ sơ điện tử trên hệ thống VNPT iOffice, trong đó hướng dẫn các quy định về tiếp nhận văn bản đến, đi trên môi trường giấy và điện tử, quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư lưu trữ, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, hướng dẫn việc lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, xử lý những lỗi thường gặp trong sử dụng phần mềm, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lập hồ sơ lưu trữ điện tử tại đơn vị địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nguyên Bình vừa trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Trương Thị Hiệp, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Tịnh Túc. Hộ gia đình bà Trương Thị Hiệp thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua quá trình rà soát, hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Công trình được khởi công từ tháng 3 năm 2023, đến nay đã hoàn thành, có tổng diện tích là 97 m2, nhà cấp 4, tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nguyên Bình đã trao 50 triệu đồng cho hộ gia đình bà Trương Thị Hiệp, kinh phí được trích từ nguồn quỹ vì người nghèo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiếp theo sau đây sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế.
tối qua Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dự lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022 được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lãng hoa chúc mừng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã trao giải A cho 8 nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc đạt giải. Ban tổ chức cũng đã trao 24 giải B, 46 giải C và 45 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải đã tiếp tục khẳng định tính cách mạng khoa học, sự nhạy bén, sức sáng tạo, lý tưởng cao đẹp và sự dấn thân không mệt mỏi của các nhà báo. Qua các tác phẩm, các tác giả đã cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, công phu với nhiều cách thức thể hiện sáng tạo, thể hiện rõ năng lực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong báo chí. Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng biểu dương những kết quả to lớn và quan trọng mà đội ngũ người làm báo trên cả nước đã đạt được thời gian qua. Chủ tịch nước khẳng định, dấu mốc lịch sử quan trọng 100 năm báo chí cách mạng đang tiến đến rất gần, cơ quan báo chí và những người làm báo phải kiên định với lý tưởng, giá trị cao đẹp của nghề báo, giữ gìn những giá trị cốt lõi, lý tưởng hành nghề, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, nhân văn và nêu cao trách nhiệm xã hội. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn mỗi nhà báo tiếp tục thể hiện bản lĩnh, sự dấn thân, đi đầu trong những vấn đề lớn, vấn đề mới, vấn đề khó của đất nước và kiên quyết đấu tranh, góp phần loại bỏ những vấn đề còn chăn trở, kìm hãm, gây hại cho tiến trình phát triển của đất nước. Hôm nay, Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân và thảo luận về dự án luật căn cước. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, ngày 22 tháng 6, Quốc hội nghe chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi. Sau đó các đại biểu quyết thông qua luật giao dịch điện tử sửa đổi. Nội dung tiếp theo, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về phân bổ vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia. Quốc hội sau đó biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia. Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật viễn thông sửa đổi. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36 ngày 21 tháng 6 năm 2023 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị định nêu rõ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9 năm 2023 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2023. Cụ thể, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế các tháng 6, 7, 8, 9 năm 2023, chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2023. Nghị định quy định cụ thể đối với một số trường hợp. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn, thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành thì chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai trong thời gian được gia hạn. Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp chi nhánh đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.
Tính đến ngày 19 tháng 6, cả nước có 35 doanh nghiệp với khoảng gần 3.000 cơ sở nuôi chim yến đang tích cực chuẩn bị để sớm xuất khẩu các sản phẩm tổ yến sang Trung Quốc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá sản lượng yến hiện nay khoảng 200 tấn một năm, đem lại giá trị kinh tế rất cao với trị giá khoảng 200 triệu USD một năm, vượt qua nhiều ngành kinh tế tiềm năng. Đây là ngành nghề mới nhưng rất triển vọng và có thế mạnh đối với thị trường xuất khẩu, đặc biệt ngành sản xuất yến có vai trò quan trọng và giúp cho hàng trăm nghìn lao động địa phương có việc làm. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến ngày 19 tháng 6, có 35 doanh nghiệp với khoảng gần 3.000 cơ sở nuôi chim yến, trong tổng số gần 24.000 cơ sở nuôi chim yến trên toàn quốc đang tích cực chuẩn bị để sớm xuất khẩu các sản phẩm tổ yến sang Trung Quốc. Đối với tình hình xuất khẩu tổ yến, Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc đã ký kết ngày 9 tháng 11 năm 2022. Đây là cơ hội và động lực quan trọng để ngành yến Việt Nam phát triển, đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm, mang lại lợi ích kinh tế rất cao, tạo nhiều việc làm cho người dân các địa phương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc, cụ thể là Cục Thú y, đàm phán, thống nhất nội dung và mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu. Qua nhiều lần họp và trao đổi trực tuyến, ngày 15 tháng 2 năm 2023, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã có thông báo đồng ý mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc. Chuyển sang tin quốc tế, đang thiếu kinh phí cho hoạt động nhân đạo trên toàn cầu, mặc dù nhu cầu cứu trợ nhân đạo ngày càng tăng. Thông điệp được Liên Hợp Quốc đưa ra. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gọi đây là tình trạng thiếu kinh phí mãn tính. Hiện tại, Liên Hợp Quốc mới chỉ nhận được 20% kinh phí cần thiết trong nửa đầu năm 2023. Điều này đang gây ra tình trạng khủng hoảng trong khủng hoảng. Như tại Sudan, Liên Hợp Quốc cho biết mới chỉ nhận được 17% trong 2,57 tỷ USD kêu gọi đóng góp cho hoạt động nhân đạo ở quốc gia này trong năm nay. Nếu không có giải pháp cho cuộc khủng hoảng về ngân sách, việc cắt giảm hơn nữa cứu trợ nhân đạo là điều khó tránh khỏi. Thông tin trên cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.